Đồ xưa Mai Tôn xin kính chào quý cô bác và anh chị đam mê đồ xưa đồ cũ. Đây, nói chung là sau một thời gian xa cách thì em cũng đã trở lại ha. Tại vì em vừa có một cái chuyến đi vừa mua đồ kết hợp với đi du lịch rồi xong mà giải quyết nhiều vấn đề rồi mới hôm nay mới có thời gian rảnh rồi lên đồ cho có quý vị xem. Đây, hôm nay là chủ nhật ngày cuối tuần thì em xin chúc quý vị và các anh chị cô bác đam mê đồ xưa đồ cũ thì có một ngày cuối tuần nghĩ là thật là vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Đây, đầu tiên thì em xin giới thiệu đến các anh chị và cô bác là một con voi thành lễ rất là khổng lồ, có thể nói là to nhất hiện Việt Nam hiện nay. Voi này là không có con thứ hai nha các anh chị, không có con thứ hai. Đây, ta cao nha các anh chị, to lắm, cao 82 cm, 4 người khiêng, 4 người là phải 4 người khỏe khiêng nha các anh chị, chứ 4 người mà yếu yếu khiêng cũng không nổi đâu. Em có đăng cái clip là lên YouTube đó, mong các anh chị đón xem ha. Đây, em xin đo kích thước và chiều cao của con voi này, độc nhất vô nhị ha các anh chị. Cao 82 cm, con voi này là cao 82 cm. Đây, chiều ngang của nó là khủng khiếp rồi, chiều ngang nó khoảng cỡ 88 cm, chiều ngang là khoảng 88 cm, nó nặng cả trên 100 kg nha các anh chị, nặng trên 100 kg. Con voi như thế này thì em chỉ ship vòng vòng miền Nam thôi các anh chị, chở xe ship vòng vòng miền Nam thôi, đến nơi thì các anh chị phải phụ em ghi xuống tại em đi chứ có mình nên em và chở em thôi. Đây, bao các anh chị, thứ nhất là chuẩn xưa đồ thành lễ trước giải phóng, và con voi này là độc nhất Việt Nam thì đương nhiên người ta sản xuất thì người ta sản xuất phải là một cặp, nhưng mà con voi khi nó đã bể rồi các anh chị, chỉ còn con voi này duy nhất ở trên đây, người ta có đánh số 1, đây đánh số 1 cũng chả hiểu cái ý nghĩa gì, ý nghĩa nó có thể là con số 1, con số 2, còn con này con số 1 là con đầu tiên luôn ha các anh chị, rất là đẹp luôn. Đây, còn ở đây là một cái combo rất là khủng luôn, một combo rất là khủng luôn. Con voi kết hợp là một cái chóe cây mai, một cái chóe gồng cao cây mai để lên con voi. Chóe gồng này thì nói chung em cũng đã làm một cái clip giới thiệu, chóe gồng này thì cao là 94, gần 95. Cái dòng bụng nó là gần 2 m. Nói chung nó nặng khoảng có 450 kg. Đây, một con những cái chóe gồng đẹp nhất Việt Nam luôn các anh chị, nó thật là đẹp nhất Việt Nam luôn. Đây, đẹp nhất Việt Nam là cái là sao? Đây, mặt gồng dòm rất là gõ, không chảy mang, và thứ hai nó vẫy dòm rất là gõ luôn, từng miếng vẫy đắp nổi luôn ha các anh chị, rất đẹp. Cắt đeo nó là còn nguyên si hết trơn, không thẩm mỹ, không dễ dần, rất là đẹp luôn. Vừa to vừa đẹp và lành lặn ha các anh chị, lành lặn 96%. Đó. Đây, con voi này thì các anh chị nào mà yêu thích hoặc là các nhà sưu tầm nào thích muốn sở hữu một con voi khủng to thì cứ liên hệ em số điện thoại Zalo 0826252052. Đây, rất là đẹp nha các anh chị, độc nhất Việt Nam ha. Đây, để em để một con voi cây mai, em cũng sẽ giới thiệu con voi cây mai này luôn, thì các anh chị thấy cái độ khủng nó thế nào. Họ đây, đây một con voi cây mai cao 58, yếm rồng màu trắng. Đây đó, độ khủng đó thì khỏi bàn cãi ha các anh chị. Đây, để em đo cái này các anh chị mới biết nó to như thế nào. Đây, để qua đây ha. Đó, to lắm nha các anh chị, em cỡ xa chứ em đừng lo gần chứ, tính đo kích thước em lo xa em không thấy. Đây, đó rất là to hả các anh chị, cao cái con voi và cái chế này luôn là cao tính ra là 1 m, gần 1 m 8, hút đầu mình luôn hả các anh chị. Đây, cái này là nó hiển thị là 1 m 73, to lắm nha các anh chị. Đây, rồi tiếp đến là em sẽ vô những cái món đồ hôm nay. Đầu tiên thì em muốn xin lên cho các anh chị liền là một con voi yếm rồng cây mai. Đây, con voi này là khách đã đặt rồi ha các anh chị, nhưng mà khách đổi đồ, không lấy con voi này mà đổi lấy món khác ha các anh chị. Đây, xin giới thiệu đến các anh chị và cô bác là một con voi cây mai yếm rồng mặt quỷ nè, một trong những cái yếm rồng hot nhất và mắc nhất trong cái làng voi ha các anh chị. Em xin quay một vòng cho các anh chị xem. Đặc biệt cái này là cái ngà của nó là ngà vàng hoàng đế ha. Đây, nước men của nó hơi tuột một tí thôi, nhưng mà lành lành đẹp lắm, nói chung là lành đẹp khoảng cả 95-96%. Đây, chừng quan chứ không sao, vậy canh này. Đây, gồng mặt quỷ nha các anh chị, mặt là mặt cargo, mặt là mặt cargo, rất là đẹp luôn anh chị. Em xin đo kích thước và chiều cao của con voi này. Đây, con voi này có chiều cao là 58 cm, chiều cao của con voi này 58 cm. Cái mặt đô của nó rơi vào là 35 cm anh chị, 35 cm nhân cho 27 cm. Thường là những con voi lẻ này thì nó sẽ rẻ hơn vô cặp. Vô cặp bây giờ một cặp xíu nó bèo cũng phải 180-170 hết anh chị, nếu là làm đẹp. Còn bây giờ lẻ thì đương nhiên nó phải rẻ hơn anh chị. Đây, con voi gồng yếm rồng gốm cây mai, em xin cho lô đó các anh chị và cô bác với giá là 80 triệu bao ship đó các anh chị ha, 80 triệu bao ship đó các anh chị. Rất là mạnh ha các anh chị. Ở quên để bên cho các anh chị xem cái gì. Đây, cái chỗ đó này. Đây, rất là đẹp ha các chị. Đây,
Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là thịt mộ. Mình đấm bẩn luôn anh. Tay lại em đấy. Hấp quá. Hấp quá. Đợi em đấy, lấy cái ghế để lấy cái đế xây luôn. Hồi nãy phải để lên con voi là đúng là đủ em. Rồi được. Đây. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bàn ủi các anh chị, một cái bàn ủi con gà bằng đồng rất là đẹp luôn, tình trạng là lành đẹp ha. Cái thân bằng đồng, con gà bằng đồng, cái quai này cũng bằng đồng, chỉ có tay cầm là bằng gỗ thôi. Đặc biệt ở trong đây còn cái đế luôn các anh chị, đây còn cái đế thang trong đây luôn. Cái bàn con ủi con gà bằng đồng này xin vô lưu đến các anh chị và cô bác cái giá là 1 triệu bao ship, 1 triệu bao ship ha các anh chị. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là ba cái ca phít Mỹ, ba cái tô, trên ba cái tô phít Mỹ lành đẹp, màu sắc còn tươi gói hết trơn hả các anh chị. Ở dưới đây là có khắc chữ là US 1960, đây US 1960, tình trạng là đẹp. Mấy cái tô này được Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam hả các anh chị, đây kỷ vật chiến tranh, tình trạng còn lành đẹp lắm hả các anh chị. Đây 1960, em xin đo cái thước và chiều cao của cái tô này. Cái tô phít của Mỹ này có đường kính là 14.5, chiều cao rơi vào là 6 cm. Ba tô này xin vô lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 750.000 bao ship, 750.000 bao ship ha. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là cái bình trà lấy theo, dung tích là 1,5 lít, tình trạng là lành đẹp các anh chị, lành đẹp. Đây tích là tùng cò hoặc gọi là tùng hạt các anh chị, đây ở sau là bụi lan, rất là đẹp luôn ha các anh chị. Đây lỗ tai của nó còn nguyên. Cái bình trà lấy theo này xin vô lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 850.000 bao ship ha, 850.000 bao ship. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái này gì quên đây trời. Một cái chậu á chị, một cái chậu dán lưu, một cái chậu dán lưu. Đồ này đồ lái thiêu 80-90 năm hoặc có thể là rơi vào của cổ vật các anh chị. Rất là đẹp luôn. Đây, tích là con này con rồng nha các anh chị, con rồng. Bên đây là không con rồng. Tích là long ngư hí thủy hoặc là long hí ngư ha các anh chị. Đây, ở đây là có hai con cá song ngư. Đây, còn ở đây là lò đại hưng xuất phẩm, đại hưng xuất phẩm ha các anh chị. Đây, còn bên đây là con rồng long ngư hí thủy ha các anh chị, rất là đẹp luôn. Một mộc, ơi ở đây có mộc lò 4 chữ luôn, đại hưng xuất phẩm ha. Một mặt là chữ Tàu và một mặt là chữ Việt ha các anh chị. Rất là hiếm khi có những cá là vừa có chữ Tàu vừa có chữ Việt như thế này. Đây, một chữ Việt đại hưng xuất phẩm bên con cá, đại Việt ố đại hưng xuất phẩm chữ Tàu ở bên con cá bên đây. Đây, rất là đẹp luôn. Rất là nhiều chữ ha các anh chị. Cái miệng là nắp chai nha các anh chị, cái miệng nắp chai màu tím của ban. Bao các anh chị đồ này là 70-80 năm trên, hoặc có thể là rơi vào của cổ vật ha các anh chị. Rất là đẹp, xin đo cái thước và chiều cao. Cái chậu này có chiều cao 36 cm, đường kính miệng thì rơi vào là 32 cm, rất là đẹp luôn. Màu xanh ve chai. Đồ này chỉ là đồ lái thiêu các anh chị, không phải là cái mài không ha. Đây, chuồng của nó đây. Cái lỗ thoát nước ra đây. Đây, phía trong của nó đây. Đẹp tuyệt vời ở mặt trời luôn các anh chị. Miệng răng cơ người ta gọi là nắp nắp chai đó các anh chị. Ở trong đây có một vài cái men tím đó. Đẹp lắm. Cái chậu dán lưu này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 2,6 triệu bao ship đến các anh chị ha. 2,6 triệu bao ship đến các anh chị. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái trái này là trái lụ các anh chị. Một cái trái lụ. Một cái trái lụ gốm Biên Hòa xưa. Đây, cái này là dùng để cho các em nhỏ để tiền vô các anh chị, để đồng xu hay để những cái tiền lẻ vô đây ha các anh chị. Ở dưới đây là nói chung các anh chị về có cái nút phích đó các anh chị gắn vô, tình trạng là làm đẹp. Bao các anh chị chuẩn đồ xưa trái lụ nha. Đây, cái trái lụ gốm Biên Hòa này xin giao lưu đến các anh chị và các bác với giá là 300.000 bao ship, 300k bao ship. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái nậm, một cái nậm nha các anh chị, một cái nậm lái thiêu màu xanh này thì rất là hiếm nha các anh chị. Một cái nậm lái thiêu rất là đẹp. Đây, bông trắng, nậm thì lành đẹp hết trơn, gốm lá thiêu xưa. Màu xanh này bao các anh chị hiếm, rất là hiếm luôn. Em xin cho lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 800.000 bao ship ha, 800k bao ship cho cái nậm lá thiêu màu xanh da trời này. Tiếp đến, xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái tô tàu. Một cái tô tàu, một cái bát tàu Bắc Minh, đồ Minh ha các anh chị, đồ Minh bớt biển. Bao các anh chị chuẩn Minh, chuẩn cổ. Đồ Minh thì rơi vào khoảng cỡ, thì nói chung là nói chung nguyên chương, chu đệ thì các anh chị biết ha. Đó là nói chung là khoảng có 300-400 năm này các anh chị. Đây, những cái đồ này là đồ phổ thông gian xài, bởi vì nói chung chuẩn cổ nhưng mà giá nó cực kỳ rẻ. Đây xin đo cái thước và chiều cao. Chiều cao của cái bát này rơi vào là 8 cm, đường kính miệng rơi vào là 16.5. đây,
Tình trạng của cái bác này thì nó có vẫy vẫy miệng ha các anh chị, nó có vẫy vẫy miệng, nhưng mà cái chân thì còn rất ok. Ở trong thì có vài vết chân chim đây, hoa văn này, hoa văn rất là lạ các anh chị, hoa văn rất là lạ luôn. Đây em sẽ cho luôn cái bát tàu này với giá là 850k bao ship đấy các anh chị ha, 850.000 bao ship. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là cái này là em lên lại nha các anh chị, em lên lại cho các anh chị là một cái bình trà Sài Gòn, tức là một con két, một con két ha, két hoa. Viền cái miệng có nó là có bọc đồng miệng, bọc đồng vòi. Đây và bọc đồng chôn hết trơn ha các anh chị. Rất là đẹp. Nói chung là chủ nhà người ta thương, nói chung nó đã mất cái nắp rồi. Nhưng mà người ta thương người ta bọc đồng lại ha các anh chị. Nói chung là đồ cũng rất là quý. Đây, đồ bao các anh chị là chuẩn cổ, ở sau là có bài thơ mọc lò đàng hoàng luôn ha các anh chị. Ở đây là bị là chân chim, cái này là sử dụng bình thường các anh chị, nó bị âm chân chim ở đây, sử dụng bình thường. Không sao nha ha các anh chị. Nói chung thì con cũng rất đẹp. Về các anh chị kiếm cái nắp để vô nữa thì rất là ok luôn. Xin quay một vòng cho các anh chị xem. Cái bình trà này là bữa kia là nói chung là em chỉ nhận chuyển khoản đủ thôi. Là em bán cái bình trà này là bữa nhiêu ta? 2,8 2,5 ta. 2,5 triệu. 2,5 triệu, 2,5 triệu. Mà anh khách đó anh ảnh nói chung là mới khách mới thì em chưa đặt cọc rồi, anh nó chốt rồi nhưng mà ảnh đợi đặt cọc rồi thôi, vì mình bỏ mình đi lên lại ha các anh chị. Đây, rất là đẹp luôn. Dung tích là khoảng 1,5 lít, tình trạng là chỉ mắc nắp và nó bị chân chim ở đây. Thì đương nhiên là đồ chuẩn này ha các anh chị, thứ nhất là đồ xưa đồ cổ, không bị này cũng bị kia. Em xin cho lưu lại với giá là 2,5 triệu bao ship đến các anh chị ha. Khách cũ em vẫn ship code bình thường, còn khách mới thì em xin nhận cọc ha các anh chị. Còn những đồ lớn thì xin chuyển khoản đủ 100%. Đây 2,5 triệu ha, màu men rất là đẹp luôn. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bình bông chi. Đây phú quý bạc đầu gốm Sài Gòn ha anh chị. Xin coi kích thước và chiều cao. Bình bông phú quý bạc đầu này có chiều cao thì rơi vào là 27.5 27 cm, chiều cao là 27 cm. Đường kính miệng rơi vào là 9 cm. Đây. Dòng bụng của bình này là 38 cm, dòng bụng là 38 cm. Đây, có một lò luôn anh chị, có một lò. Đây nước men còn rất là bóng khỏe luôn anh chị. Tình trạng của nó là có thẩm mỹ miệng ha các anh chị, có thẩm mỹ miệng khoảng có 2/3 miệng thẩm mỹ. Đây có bọc đồng dưới đây ha các anh chị. Đây. Đó. Khoảng một khúc này thẩm mỹ là các anh chị, có hơn nữa miệng thẩm mỹ. Đây xin quay một vòng cho các anh chị xem ha. Những cái bình này thì như vậy là tình trạng như vậy là rất là ok ha các anh chị. Thẩm mỹ là sao? Thẩm mỹ là không phải là mắt mảnh mà nó thẩm mỹ lại, mà nói chung là bị lát men, bị chốc men, người ta dặm sơ sơ lại ha con các anh chị. Đây còn đầu bể, mất bán đầu bể lắm các anh chị. Đầu bể vá mảnh thì em không chơi. Đây rất là đẹp luôn, tại em ở đây em cũng sưu tầm. Đây cái bình bông tích là phú quý bạc đầu gốm Sài Gòn chuẩn cổ và có một lò 4 chữ dưới đây. Em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 8,5 triệu bao ship đến các anh chị ha. 8,5 triệu bao ship. Tiếp đó xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái tô Nhật ha các chị, một cái tô Nhật chuẩn cổ, một cái tô Nhật tích là sơn thủy. Đây tô Nhật, cái tô Nhật này có chiều cao rơi vào là 7 cm, đường kính miệng rơi vào là 19 cm. Xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 600.000 bao ship ha, 600k bao ship sơn thủy ha các anh chị. Đồ này bao các anh chị chuẩn cổ ha, cái này gốm Nhật. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là vài món phụ kiện ha các anh chị. Đây vài món phụ kiện. Đây xin giao lưu đến các anh chị là cái này là một cái dòng cẩm thạch, nhưng mà em quên là bữa kia cái ông kiếm nói cẩm thạch gì thì em quên rồi. Bao các anh chị chuẩn cẩm thạch ha, cái này nó vip hơn là cái cẩm thạch màu xanh nữa. Xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 1,5 triệu bao ship ha, 1,5 triệu bao ship. Mát lạnh như nước đá ha, các anh chị cứ kề má, mát lạnh như nước đá luôn. Thứ hai là xin giao lưu đến các anh chị và cô bác là đây hai cái đanh xưa, hai cái đanh xưa, một cây là khắc Phật Di Lặc, một cây là khắc Phật Quan Âm. Rất là đẹp không? Đồ này đồ xưa đã lên nước ha các anh chị. Một cây em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 1,2 triệu bao ship ha. Một cây 1,2 triệu bao ship. Đây. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bình bông lá thiêu xưa. Đồ này 7-80 năm đây. Mà tình trạng nó rất là ok. Bình này là em có nguyên một cặp đăng đối ha. Bình này là bình lẻ ha chị, còn cái bình kia là có nguyên một cặp đăng đối luôn, hai con rồng đăng đối với nhau, long ngư khí thủy ha các anh chị. Đây, xin đo xin quay một vòng cho các anh chị xem. Đây, ở sau là có mình dân 4 chữ đàng hoàng. Đây, men là men phun, đồ lá thiêu 7-80 năm chưa. Xin đo kích thước và chiều cao. Cái bình bông này có chiều cao là 45.5 như 46 cm thì các anh chị, nó sắc mí 66 cm là 46 cm. Bình bông cao 46 cm. Đường kính miệng rơi vào là 20 cm. Dòng bụng rơi vào là 74 cm. Em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 4,5 triệu bao ship. 4,5 triệu bao ship cho cái bình bông lá thiêu chuẩn xưa này. Rất là đẹp luôn ha các anh chị. Cốt rất là già luôn. Đây. Con cá bụng bự. Gồng là gồng 4 móng ha các anh chị. Đây. Con gồng đây.
long hí ngư, hoặc người ta gọi là long ngư hí thủy ha các anh chị. Cái miệng của nó đây, tình trạng miệng có bị tóc mấy đường, chỉ tóc thôi nha các anh chị, đường kính miệng là 20 cm nha các anh chị. Xin vô lưu đến các anh chị và cô bác, cái giá là 4,5 triệu bao ship. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bình cây mai, một cái bình trà cây mai đây, một cái bình trà cây mai các anh chị. Xin cho lưu đến các anh chị là một cái bình trà lục giác ha. Đây cái này là trong sách là đề ngạn cây mai là nó có cái bình trà này. Đây để em sẽ giới thiệu cái bình trà xong rồi em sẽ nói về những cái cuốn sách nha các anh chị. Đây một cái bình trà lục giác cây mai đã quả biến nha. Bình trà này đã quả biến nha các anh chị, rất là đẹp luôn. Kiếm những cái bình quả biến rất là khó luôn. Hồi xưa đồ quả biến là sao? Đồ quả biến là đồ lỗi lò, người ta không dùng tới, người ta chỉ lấy những cái đồ nào lành đẹp không quả biến không chảy men. Còn bây giờ khách chơi, người chơi của mình, những cái vị khách bây giờ là lại săn lại những cái đồ quả biến, đồ bởi vì đồ quả biến nó rất là lành giá, cho hồi xưa nó trả nhiều tiền đâu. Đây tình trạng là lành đẹp 98% ha các anh chị. Đây ở đây là có cái lỗ tai bên đây mình thấy nó phết phết lại một tí, nhưng mà em nghĩ là không phải thẩm mỹ, em nghĩ là nước men của nó tuột thôi. Đây cái bình trà cây mai này xin vô lưu đến các anh chị và cô bác, bình lục giác to nha, bình này bình lục giác to xin vô lưu đến các anh chị và cô bác, cái giá là 8,5 triệu bao ship với các anh chị ha. 8,5 triệu bao ship. Đây cái nắp của nó còn nguyên nha các anh chị, men nó còn rất là bóng luôn. Đây cốt ở đây, cốt nó giòn rất là rõ luôn. Đây cái quai của nó vẫn còn nguyên, đây rất là đẹp. Chồm ở đây, chồm ở đây, 8,5 triệu bao ship đến các anh chị. Còn vấn đề là sách vở, em nói thật ra là các anh chị đừng có mua mấy cuốn sách đó và mua về chơi và coi được thôi, chứ các anh chị đừng có mua mấy, không phải mua và đừng có theo những cái cuốn sách đó mà mua những cái món đồ. Nói thì cày chứ đa số những cái nhà, những cái nhóm nói thì mình cày, đa số nhiều người dựa vào đó ta làm những loại đồ giả lại, ta bán cho mình, ta báo đồ bậy đồ bạ không, mà các anh chị báo đồ thiệt, báo đồ cây mai không. Đó, những cái món ở trong trỏng là những cái người phóng viên, những cái nhà làm sách thì cũng chỉ là những cái nhà sưu tập như em chụp hình rồi xong rồi xóa phông rồi ghi vô, chứ người ta cũng đâu có biết cái gì đâu. Đó mình nói thì nói ra thì đụng chạm rất là nhiều người, nhưng mà các anh chị không nên là mua những cái đồ mà mở cuốn sách ra có đồ gì trong cuốn sách mua những cái đó, bởi vì rất là khó luôn các anh chị, bởi vì nhiều người ta dựa vào cuốn sách người ta làm giả lại, người ta bán, người ta báo đọc cây mai. Đây chứ nhầm món đồ cây mai rất là vip luôn, cũng đâu có trong sách đâu các anh chị. Loại nhà người ta chưa cho chụp loại vô nhà nữa, chứ đừng có nói anh chị mà cầm cái máy chụp hình ha các anh chị. Đây cái này là 8,5 triệu bao ship đến các anh chị ha, bao các anh chị là chuẩn đồ rất là đẹp luôn. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái hũ trà. Đây một cái hũ trà Sài Gòn, đây tích con bướm, một con bướm bướm rất là xinh luôn, hai cái lỗ tai còn nguyên hết trơn, hai lỗ tai còn nguyên hết trơn ha các anh chị. Một cái hũ trà Sài Gòn chuẩn cổ ha anh chị. Sau đây là có minh văn, minh văn bốn chữ là hiệu lò. Đây có mặt đỏ đàng hoàng luôn. Đặc biệt cái hũ trà này còn cái ngăn ở trong, người ta gọi là cái mỏ dịch đó các anh chị, còn cái ngăn ở trong. Riêng cái ngăn này lúc người ta ai mà càng ghép bộ cái ngăn này ha, các anh chị thấy không, ví dụ như em để bên đây em lấy cái ngăn này ra em mở ra, các anh chị đâu có biết trong cái ngăn đâu, em cũng báo là full combo của nó. Nhưng mà thật chắc ra những cái hũ trà này có cái ngăn bên trong nữa. Cái ngăn này, riêng cái ngăn này không là bán ra được 3,4 triệu nếu khách nào cần. Còn ví dụ như bán 1,5 triệu 2 triệu giờ nào cũng bay hết nha. Riêng cái ngăn này không, cái mẫu dịch này không ha các anh chị. Đây còn nhiều là nói chung là đồ mua sao thì em bán vậy, chứ em không có xé lẻ phụ kiện ra em bán, tại nói chung là nó mất giá trị món đồ mình lắm ha các anh chị. Đây cái hũ trà này thì em xin vô lưu đến các anh chị với giá là 6,5 triệu bao ship đến các anh chị ha. 6,5 triệu bao ship vô combo còn lưỡi dịch nguyên vẹn không lành đẹp hết trơn ha các anh chị. Đây cái hũ trà này thì có chiều cao rơi vào là 14 cm, chiều cao là 14 cm, dòng bụng rơi vào là 28 cm, đường kính miệng rơi vào là khoảng 9 cm hả anh chị. 6,5 triệu bao ship, bao các anh chị chuẩn đầu Sài Gòn chuẩn khẩu ha. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là một cặp ngê. Đây một cặp ngê cuối đời cây mai, đầu đời lá thiêu, thì đương nhiên mình phải nói như vậy để nâng cao món đồ của mình nè. Còn đúng đồ của nó chỉ là đồ lá thiêu thôi, nhưng mà đã đồ già, em nói anh các anh chị nghe là khoảng 5-6 năm về sau này, 5-6 năm tới hoặc 2-3 năm nữa, tất cả những đồ này người ta sẽ báo cây mai, chứ cũng không có ai mà báo lá thiêu nữa hết trơn, tại nó đã quá già rồi. Đây xin quay một vòng cho các anh chị xem cặp ngê chân đèn. Đây cái đèn chân đèn nó là chân đèn màu tím của ban, còn cái này là màu xanh, chuẩn màu xanh lục bảo của nó luôn, chứ không phải là màu xanh da trai các anh chị. Đây cái này vô cặp, một con là lăng hí cầu và một con là lăng giống cực tử. Đây các anh chị coi cốt của nó, đây cốt xám đàng hoàng nha các anh chị, cốt xám đàng hoàng luôn. Đây cốt xám mà nó ẩn đỏ luôn nha các anh chị. Đó xin đo kích thước và chiều cao của cặp nghê này, cuối đời cây mai đầu đời lái thiêu ha các anh chị.
Cái cặp nghe này có chiều cao là 12.5 cm, chiều ngang thì rơi vào là 13 cm ha các anh chị. Đây. Cái này là có cái tội là nó không có cái đế thôi. Còn cái cặp nghe bữa kia em bán làm như là 11 12 triệu là có đế. Đây, cặp nghe này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 9 triệu bao ship đến các anh chị ha. 9 triệu bao ship đến các anh chị. Đây. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bức tranh phù điêu gấm cây mai. Đây. Một cái bức tranh phù điêu gấm cây mai. Rất là đẹp luôn. Cái này là một lúc bữa trước là em đã bán rồi. Vị khách nó cũng đã chuyển tiền cho em rồi nhưng mà khách đổi đò các anh chị, vị khách lại đổi đò. Hôm nay em lên bán luôn. Rất là đẹp luôn. Đắp nổi nha các anh chị. Đấy, bùng, bùng. Đó, rồi, đắp nổi. Đây, rất là đẹp luôn các anh chị ơi, rất là đẹp. Hồi đó giờ không bao giờ có tranh cây mai. Còn tranh cây mai là sao? Những cái ví dụ như đơn giản cái miếng này đi, làm lấy trong bộ trái châu. Bộ trái châu của sông Long Châu Nguyệt trên nóc chùa người ta bể rồi. Còn cái mảnh này người ta cắt ra người ta làm bức tranh thì đương nhiên nó cũng chả rẻ đâu ha các anh chị. Đây. Còn mấy bức tranh là người ta nói chung ta lấy vô trong cái chậu hay trong cái gì rồi mà bể rồi bắt đầu ta cưa ra người ta làm bức tranh ha các anh chị, chứ không phải là hồi xưa mà có bức tranh như vậy, không có ha. Đây, đặc biệt bức tranh của em là đẹp và giá trị là sao? Vì nó đắp nổi từng miếng luôn. Đắp nổi cái bông hoa, đắp nổi từng chiếc lá, rất là đẹp luôn. Tình trạng là lành đẹp khoảng 95%. Xin đo cái thước và chiều cao của cái bức tranh cây mai này. Dưới trong lòng đây là có chữ thọ anh chị. Đây, hoa thọ ha các anh chị. Đo cái thước ha các anh chị. Chiều ngang thì rơi vào là 32 cm, chiều ngang rơi vào 32 cm. Đây. Chiều cao thì rơi vào là 28 cm, chiều cao rơi vào 28 cm. Ở đây là như một cái chiếc lá nhô ra, rất là đẹp luôn. Bông đắp nổi. Đây, để em xin tư duy cho các anh chị. Một cái bông hoa này, nếu người ta cưa ra, một bông hoa là 1 triệu bạc. Một cái chiếc lá như thế này ở đây thì người ta bán với giá, ủa lộn khùng, một chiếc lá như thế này người ta bán là 1 triệu một chiếc. Cưa ra anh chị, cưa ra. Còn một cái bông hoa như thế này người ta bán là khoảng gần 10 triệu ha. Gần 10 triệu một cái bông hoa này hay là bộ hoa như thế này. Rất là đẹp ha các anh chị. Nói chung những đồ cây mai không có cái gì là bỏ cho ha các anh chị. Tình trạng của nó đây, nó bị phớt ở đây một tí là các anh chị. Đây. Tình trạng ở đây nó bị âm tốc phớt ra, nói chung là người ta cưa ra xi măng người ta làm nó bị này bị kia một tí á, người ta phớt lại một tí. Đây. Nhưng mà nó không có bị bọt ha các anh chị, không có bị bọt. Chừng nào nứt hay là bể ra dán lại là mới bị bọt ha các anh chị. Đây, đây bình thường. Đây. Đó, đây phía trước không bị gì, chú ý bị sao nó hơi người ta phớt lại một tí thôi. Cái bức tranh rớm cây mai này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 25 triệu bao ship đến các anh chị ha. 25 triệu bao ship đến các anh chị. Đây. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái nằm rượu. Một cái nằm rượu gốm Nhật chuẩn cổ ha. Đây, một cái nằm rượu hay một cái nhạo nước tương mai lan cúc trúc hoặc là tùng trúc cúc mai chuẩn cổ. Đây, Nhật ca các anh chị, đòi đồ Nhật ha. Tình trạng nó bị dập ở đây một tí, nó bóng lửa nè, nó bị dập có nghĩa là nó bị tóc nhẹ các anh chị, nó bị tóc nhẹ ở đây. Thâm men tóc nhẹ ở đây, còn nhiều là lành đẹp hết trơn. Đây. Ở đây là có chữ thọ, chữ hỷ ha các anh chị, còn mấy nay là tùng trúc cúc mai là tứ quý đó. Xin đo cái thước và chiều cao của cái nậm này. Cái nậm này có chiều cao là 17 cm. Đây, dòng bụng rơi vào là 20 cm. Xin giao lưu đến các anh chị và các bác với giá là 650 ngàn bao ship ha, 650k bao ship. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái chậu cây mai. Đây, mấy cái chậu này hôm nay em sẽ bán rẻ hết luôn. Cái chậu bữa kia cái chậu gì ta, bữa kia cái chậu bác bổ em lên 5 triệu, 1 phút 30 giây. Đây, đây xin giới thiệu đến các anh chị là một cái chậu tứ quý, một cái chậu tứ quý ha, 4 mùa, một cái chậu tứ quý 4 mùa màu vàng hoàng đế. Tình trạng là lành đẹp 95-96%. Đây, chiều cao của cái chậu này là 26 cm, đường kính miệng thì rơi vào là 35 cm, lọt lòng thì rơi vào là 27 cm. Chậu này là chậu gián thống, chậu tứ quý gián thống hoặc là người ta gọi là chậu 4 mùa. Đây, cái cốt đó đây, tình trạng là lành 95-96%, lành 95-96%, rất là đẹp luôn. Đây, cái chậu tứ quý ha. Đây, còn các anh chị cô bác thì đã bán với giá rẻ rồi, các anh chị cứ hỏi em có thẩm mỹ không, có bị này bị kia không, em bao đến tay các anh chị là không, nói chung là không tóc không âm không nứt, giao đến tay các anh chị là nói chung là đẹp, nói chung rất là dễ nhìn, rất là yêu thích luôn. Còn cái chuyện ví dụ như phết nhẹ nhẹ thì các anh chị cũng phải thông cảm, hoặc nó bị vẫy vẫy một chút như thế này thì các anh chị cũng phải thông cảm cho em. Đồ cây mai có thằng nào bán mà báo lành tích thì cứ đem qua lại cho em, không ai mà dám báo lành tích đâu ha các anh chị. Mà đồ cây mai cũng không bao giờ mà có lành tích, toàn là đồ mà cũng phải có phết này phết nọ, hoặc là phải có vẫy có này có kia chút,
chứ mình như ví dụ như con người của mình là tồn tại phải có 6, 7, 8, 7, 80 năm cuộc đời cũng phải bị này bị kia chút đỉnh chứ đâu ai mà toàn vẹn được đâu các anh chị. Đây nó chỉ là cái món đồ gốm sứ. Cái chậu này thì em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 5 triệu bao ship đến các anh chị ha. Chậu dán thống nha các anh chị, chậu này chậu 4 mùa dán thống 5 triệu bao ship đến các anh chị. Đây, tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái chậu mini gốm lá thiều. Đồ này là đồ non chứ không phải là đồ già. Đồ non là sao? Khoảng 30-40 năm thôi. Đây, chiều cao của cái chậu này là 10 cm, đường kính rơi vào là 17 cm, lọt lòng thì rơi vào là 13.5 cm, tức là tứ linh. Tứ linh nhưng nó dễ hơi xấu thôi các anh chị, đắp hơi xấu à. Chậu này chậu trầm tư nha các anh chị. Em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 500.000 ha. 500.000 bao ship, tình trạng là đạt 99%, 500.000 bao ship. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái thố Sài Gòn. Đây, một cái thố tiếu Sài Gòn rất là hiếm đồ luôn. Đây, thố của em là thố bổ ô và đặc biệt là có tích con bướm, có hai con bướm luôn hả anh chị, hai con bướm xinh xinh, rất là đẹp luôn. Đây, rất là đẹp các anh chị ơi, màu tím coban, bao các anh chị hiếm đồ. Tình trạng của nó thì đây nó bị te một đường nhẹ. Te một đường nhẹ ở đây. Đây, ở đây đây. Ở đây là dòm kỹ mới thấy. Đó, còn nhiêu là lành đẹp hết trơn ha. Đây cái nắp của nó hai con bướm đây. Bông hoa hồng rất là đẹp luôn, hoặc người ta gọi là hoa mẫu đơn. Đây ở dưới đây. Bông rất là đẹp chôn đây, chôn chấm men tím luôn. Cái thố này có nghĩa là gì các anh chị? Một là người ta để cơm hoặc là người ta để canh vô. Hồi xưa là nhà giàu người ta xài như vậy. Bao các anh chị là chuẩn đồ Sài Gòn, chuẩn cổ. Rất là đẹp luôn. Cái thố này xin giao lưu đến các anh chị và cô bán với giá là 18 triệu bao ship đến các anh chị ha. 18 triệu bao ship đến các anh chị. Đây, hai con sò còn nguyên hết trơn luôn. Hai con sò còn nguyên hết trơn luôn các anh chị. Đây, 18 triệu bao ship đến các anh chị. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bình trà Sài Gòn tích người. Đây, tiểu đồng văn đào đó anh chị, tiểu đồng văn đào. Rất là đẹp luôn. Tình trạng của nó là sao? Tình trạng của nó chỉ là bị phết ở đây thôi, bị thẩm mỹ cái lỗ tai này thôi, còn nhiêu là lành đẹp 100%. Bọc đồng là do chủ nhà ta kỹ ha các anh chị, chứ không phải bị gì mà ta bọc đồng ha. Bình trà này là bình trà nhỏ. Đây, cái đắp nó rất là đẹp luôn. Đây, đẹp tuyệt vời. Tiểu đồng văn đào anh chị, tích người, bình trà tích người gốm Sài Gòn, rất là mỏng luôn. Ở dưới đây là bông bông gì quên rồi, bông lan. Bụi lan. Bụi lan. Đây, cái bình trà này nửa lít cho các anh chị, xin giao lưu đến các anh chị với giá là 12 triệu bao ship đến các anh chị ha. 12 triệu bao ship. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là một cái cụ lăng giáo tử gốm Trường, một trong những cái dòng gốm nổi tiếng và cổ của dòng gốm Biên Hòa. 27 kg nha các anh chị. 27 kg. Đây. Dẫn anh ơi. Ok. Đây, xin giao lưu đến các anh chị và cô bác là một cụ lăng giáo tử dòng gốm Biên Hòa, mà là dòng gốm này là dòng gốm Trường. Dòng gốm Trường là ra đời từ năm 1906 đến thì là thời gian nó phát triển là đầu tiên là 1906 và phát triển mạnh nhất là 1924. Dòng gốm là mỹ thuật Biên Hòa là kết hợp là vừa là gốm người Trung Quốc, người Hoa và đặc biệt là gốm của phương Tây, gốm của người Pháp kết hợp với nhau. Nha các anh chị, đây gốm Biên Hòa, dòng gốm Trường mỹ thuật Biên Hòa đây, rất là đẹp luôn hả anh chị, rất là mắc nha. Nhiều người tư duy đồ lá thiêu thì đương nhiên đúng là lá thiêu, các anh chị nói lá thiêu, nhưng mà lá thiêu làm gì mà xịn hơn gốm Trường được hả các anh chị? Lá thiêu thì tùy theo loại nó mới mắc thôi, chứ không phải loại nào mà lá thiêu cũng mắc đâu ha. Đây gốm này gốm Trường nha các anh chị, hoặc người ta gọi là lá thiêu quen, anh em cứ quen rồi nói lá thiêu chứ gốm Trường. Màu xanh ngọc rất là đẹp luôn. Đây hiếm nha các anh chị, rất là hiếm đồ nha. To nha, đồ này đồ rất là to luôn. Đây nặng lắm các anh chị. Đây em xin đo kích thước và chiều cao của cái con này. Con lăng giáo tử này có chiều cao là 60 cm các anh chị ơi. Chiều cao là 60. Chiều cao là 60 cm. Chiều sâu này nha các anh chị, chiều sâu này vô là 57 cm. Chiều sâu này vô là 57 cm. Đây. Còn chiều ngang đây, chiều ngang như thế này là 30 cm, chiều ngang này 30 cm, nặng là gần 30 kg, nói chung nặng cả 30 kg, rất là già đồ luôn. Tình trạng là liên lạc 98%,
Đây, cái cụ lăng cái này là nói chung là những con này là nó có nằm trong tất cả các viện bảo tàng nhiều lắm ha các anh chị. Nhưng mà những viện bảo tàng có mới lớn lắm mới có thôi. Thường là lăng lăng hí cầu không à, lăng hí cầu không chứ không có lăng giáo tử. Các anh chị cứ vô Tinh Hoa Gốm Việt đã trưng bày ở tại là Bà Rịa Vũng Tàu thì có một con lăng như thế này. Nhưng mà con lăng này là chỉ ôm trái cầu thôi chứ không được là ôm con như thế này. Đây, con này con lăng giáo tử đây. Rất là đẹp luôn. Đây, con lăng giáo tử màu xanh ngọc này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 45 triệu. 45 triệu bao ship đến các anh chị ha. Đây, ở đây là có mặt bọm đây. Cái dây chuyền của nó là mặt bọm con sư tử đó đây. Rất là đẹp luôn ha các anh chị. Đó. Tình trạng liền lạc lắm nha các anh chị. Ở đây nó bị lỗi tí ha. Đây, nguyên đường này bị lỗi men tí. Rất là đẹp. Đó, đây em xin ghi số con này ha. Thì món cuối cùng em xin giới thiệu đến các anh chị là một cái món cũng rất là tuyệt vời. Đây, món cuối cùng em xin giới thiệu đến các anh chị và cô bác là một bộ đôn chậu lá thiêu cây mai. Một cái bộ đôn chậu lá thiêu cây mai. Đây, cái đôn là đôn lá thiêu già 80-90 năm. Đôn này là cao 77 cm. Còn chậu là chậu bát giác cây mai. Một trong những cái chậu bát giác to khủng luôn nha các anh chị. Đây, xin đo cái thước về cái chậu rồi. Chủ yếu cái chậu thôi các anh chị. Cái chậu này có đường kính là 47 cm. Đường kính bát giác 47 cm. Lọt lòng thì rơi vào là 39 cm. Lọt lòng rơi vào là 39 cm nha các anh chị. Rất là đẹp luôn. Đây, ở đây là có con lăng. Đây. Để lên luôn. Đó, em để lên đi. Đây, em xin quay cái chậu này cho các anh chị xem ha. Đây, con lăng nha các anh chị. Trái này trái gì em không biết. Còn cái này là hoa mẫu đơn. Mẫu đơn. Con này con phụng. Bát giác nha các anh chị. Tình trạng rất là đẹp luôn. Trái này là trái Phật thủ các anh chị. Cái này là Phật thủ. Trái Phật thủ. Còn cái này là nước men của nó là vậy nha các anh chị. Nó pha lẫn là màu xanh và màu vàng chứ không phải là chốc men đâu anh chị. Ở đây là viền bông hoa. Đây con lăng nè, lăng hí cầu. Đây, cái bộ đôn chậu này em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 30 triệu bao ship đến các anh chị ha. 30 triệu thì nó đương nhiên là chỉ là xứng đáng với cái chậu thôi. Cái đôn này cũng như tặng. Còn những cái đôn lá thiêu như thế này thì đa số bây giờ người ta báo đồ cây mai nhiều. Đã sẽ báo đồ cây mai thì một cái đôn như thế này giờ rẻ cũng phải 28 30 triệu một cây. Còn đồ lá thiêu còn đúng giá cái đó luôn là một cái đôn này bây giờ với giá là khoảng tới 13 đến 15 triệu một cây. Còn cái chậu này phải trên 20 triệu nha các anh chị. Đây, nguyên cái bộ đôn chậu, chậu là đôn mà đôn lá thiêu già nha các anh chị, 7-80 năm. Còn cái này là chuẩn cây mai trên 100 năm nha các anh chị, chuẩn cây mai. Nguyên một bộ như thế này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 30 triệu bao ship đến các anh chị ha. Đây em xin đo cái đôn cho các anh chị xem. Đúng sao luôn. Cái đôn này có chiều cao là 79 cm, chiều cao của cái đôn là 79 cm. Chiều cao của cái chậu bắp giác này là 32 cm. Đó. Rất là đẹp ha các anh chị. Đây em xin ghi số em cái vợ em đo cái mặt chậu cho các anh chị xem. Đây. Cái mặt chậu nè, mặt đôn. Mặt đôn. Mặt đôn là mặt đôn trắng đồng tiền. Có nhiều người tivi tư duy lạ như thế này. Mặt này mặt xanh mới là đồ cây mai, còn mặt trắng đương nhiên lúc nào cũng đồ lấy thêu. Và có một vị khách người ta lại ông nội kia ông lại vô cửa hàng của một anh đó có một cái đôn như thế này. Anh lại báo đồ cây mai. Người ta hỏi tại sao trên clip anh lại báo như thế mà sao anh báo đầu cây mai thì người ta lại cái cửa hàng nó chả biết trả lời sao. Nói chung là tư duy nhằm khi tư duy để cho bán được thôi ha các anh chị. Chứ thật chắc nếu nói đúng thì ít người nói đúng lắm, có năm sự thật luôn. Đây, và sẵn đây em xin quay cho các anh chị là ở đây nhà cũng còn rất là nhiều đồ. Đây các anh chị cứ xem và tham khảo. Tại nhiều người tư duy, một người chưa bao giờ sở hữu được một con voi yếm rồng mà lại tư duy đồ em như đúng rồi vậy đó. Còn nhà em thì đồ thì thiếu gì. Đây, kể cả đây voi vàng hoàng đế em có, em sở hữu được 3 con. Chóe này chóe phụng, đây rất là nhiều luôn. Đây chóe tím đây. Đó. Bởi vì anh em rất là bực bội là những người mà dốt thì hay nói chữ là vậy. Chưa sở hữu được một con voi yếm rồng, kể cả một con voi yếm bông, hoặc là một cái chóe, hoặc là cái chậu còn chưa sở hữu được, mà lại là vô cứ tư duy đồ em là bậy bạ này nọ cho. Tại vì sao? Tại vì em bán khách rất là được, tại nhiều vị khách rất là tin tưởng ngay cửa hàng của em ha các anh chị. Đây, tại vì đồ của em sở hữu, các anh chị phải tin tưởng là những cái đồ như em sở hữu đây. Đây một cái cửa hàng mà phải sở hữu đồ nhiều như thế này và những cái đồ VIP như thế này thì đương nhiên là cái độ uy tín nó sao, cái độ chịu chơi thì sao, người ta mới dám như vậy. Còn những người mà những cái cửa hàng khác hay là những cái lái khác
cỡ cái ché này còn chưa sở hữu được nữa mà lại đi tư duy độ của người ta, là các anh chị không nên tin tưởng nha. Cái thái độ đó là thái độ ghen ăn tức ở thôi. Đây cái cặp cá của em đây, nó cặp cá của em đây, đây một cái lưu chữ của em đây, một con voi yếm gồng của em đây, voi yếm gồng của em là nhiều vô số kể đây đó. Đây cái tủ đồ màu của em đây, đây đồ màu của em thì cũng rất là nhiều luôn, và còn bên nhà bên khu kia cũng còn rất là nhiều đồ chậu tích người đó. Các anh chị phải tin tưởng những ngay cái cửa hàng mà phải nhiều đồ, và nói chung là em đã sở hữu rất là nhiều đồ và em tiếp cận rất nhiều đồ, bởi vì em phải biết đồ này sao, đồ kia sao đó. Còn ví dụ như là độ thật thà, mình nói đến độ thật thà đi, thì đương nhiên độ thật thà của ai cũng vậy hết trơn các chị, không ai bán đồ mà lại cái tình cái nghĩa hết trơn đó. Là người nào mà bán đồ nói là cái tình cái nghĩa, mấy thằng đó mình nói dốc, cái tình cái nghĩa làm sao mà nuôi được vợ con, mình là cái tình cái nghĩa, lời ít hoặc lời nhiều thôi các anh chị, đâm ít hoặc đâm nhiều thôi, mình nói gì cho nó rõ luôn. Đây đem quay cho các anh chị xem đó, còn ngoài sân của em thì đồ rất là nhiều, cũng đã từng quay cho anh chị xem ha. Đây em cảm ơn các anh chị và cô bác đã quan tâm theo dõi buổi live của em. Các anh chị và cô bác có cần món gì hoặc thích món gì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo 0826 252052. Em xin kính chào quý cô bác ạ.